tại Đông Nam Á, chờ Mỹ phản đòn. Trong tuyên bố đưa ra hôm mùng 3 tháng 11, Huawei cho biết đã sẵn sàng triển khai hạ tầng mạng 5G tại Đông Nam Á, bất chấp cảnh báo của Mỹ rằng công nghệ của hãng bị Bắc Kinh lợi dụng cho mục đích gián điệp. Hai trong số các quốc gia Đông Nam Á đầu tiên hướng khởi với kế hoạch 5G của Huawei là Thái Lan và Philippines. Chính phủ các nước này bỏ ngoài tai cảnh báo nguy cơ gián điệp. Trong khi đó, Việt Nam đã ngãng ra khi nói rằng đang cân nhắc lựa chọn thay thế khác như Ericsson và Nokia. Đáng chú ý Thái Lan và Philippines đều là đồng minh ý thức hệ của Mỹ tại Đông Nam Á. 5G được coi là cuộc chạy đua quyền lực giữa hai cường quốc kinh tế Mỹ và Trung Quốc. Nước chủ nhà Thái Lan chào đón Huawei với việc cho phép hãng này thiết lập trung tâm thử nghiệm dịch vụ ngay tại một trường đại học lớn gần thủ đô. Phát ngôn viên Huawei từng nói với hãng tin AFP rằng công ty đã đầu tư 5 tỷ đô la Mỹ thử nghiệm mạng 5G, đồng thời nhận được lời mời thực hiện thử nghiệm tương tự tại thị trường Đông Nam Á. Hãng viễn thông Global Telecom của Philippines cho biết sẽ triển khai dịch vụ băng rộng 5G đầu tiên tại Đông Nam Á bằng công nghệ Huawei